600 view kênh thôi ekip thích thời. Dạ mấy anh hai, dạ à, nó thì chuyện khổ lắm, bệnh mà cũng phải còn phải ăn bánh mì nè, bệnh mà còn phải ăn bánh mì nè đó, bệnh mà còn phải ăn bánh mì nè, khổ lắm cứ phun xuống rồi. Không xuống rồi đâu. Rồi ăn cái áo bánh mì thì chết luôn Tuấn ơi. Thôi anh tới nhanh tới. À con 11.000 góp vào nhưng éo thuê gái nha, thằng nào đầu tiêu vụ thuê gái trên chim. Ông má hư ghê luôn á. Suốt ngày bây giờ cứ gái ngủ không à. Hư ghê luôn, hư giả mang, hư hư giả mang luôn á, ghép luôn. Má ngon vậy ra rồi, ra tiền nữa đi là binh. Thế nào binh gì vậy? Nữa à? Ờ anh sáng gọi kìa, anh sáng nó gọi cho ta. Nữa là không được đâu á. Chết chung công ty với Sena là đi rồi, không đi, không đi. Phải tin Sena chứ, đủ phải có niềm tin cho Sena. Không mà đi được. Chết dạo này dính vào tí lồn, xuống trình hẳn. Có trình đâu mà xuống. Cũng có lồn đâu mà dính. Nói mất quan điểm quá. Lồn đâu ra nha mà dính. Ừ, ngon rồi Sena ơi, Sena ơi, ngon rồi Sena ơi. Đéo lửa, đéo được rồi. Ngon rồi Sena ơi. Binh rồi, kích binh rồi, kích binh rồi. Kích binh rồi đó. Gặp bằng binh rồi đó. Cái vàng này mà up cho kích 2 sao nó là kích binh được má, mày tới ra người đá luôn á. Cái vàng này mà up 2 sao kích binh tới người đá luôn á. Tứ rồi không? Hello anh em. Kiếp kia mùa này kéo Suka chứ thấy Suka chơi hay hơn kiếp rồi. Lột má nói nghe đau vậy. Thấy Suka chơi hay hơn kiếp rồi. Nói nghe đau thì chứ. Đó, đó, đó. Đã chưa? Bình chịu ấy hả? Nhìn chịu sớm nha. Chịu sớm cho na. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì đâu game đỡ chán vậy? Gặp luôn rồi. Gặp luôn rồi. Sao chịu được nè. Bình. Lại tức chung lại tức, nó bán không còn cái lộ gì luôn. Nó bán đồ mà nó bán hết. Gặp tao đẩy cái Nico vô đây nè, up đây nè 2. Dở pha dở. Thằng kid nó sậu lồn, nó tích lại tức, nó mua biệt thự quận 7 đó, chờ quận 7 đâu. Ta mua, nó mua bên quận 2 mà cứ kêu bên quận 7, mua bên Thảo Điền á. Nó mua bên Thảo Điền á chứ ai mua bên quận 7 làm gì? Bây giờ mà mua quận 7 cho nó ngập nước cho lòi lồn hả? Nó mua quận 2. Alo. Không biết cái gì hết à. Bên. Bài đủ má, nó tính tiền hẳn luôn á Sena. Mới vô có lập lần 2 đéo bao giờ thua được thầy. Đi đây. Vậy. Mua lửa thú nha. Có đồ thừa không? Để đồ thừa nha. Mua lửa đi. Ừ. Mua lửa, mua lửa. Mua chưa, mua chưa? Chưa mua, mua xong rồi, mua xong rồi. Được. Ừ. Ok, đồ má không đồ thừa nha. Nó sợ qua đồ má mua giùm nó họ đồ thừa. Họ đồ thừa chứ không coi hết á. Trời ơi, đã quá, xích hai cái chết cấp mò, binh. Bài uống mà bài binh vãi luôn. Binh.
thụ cái bà nó nhìn lũ má chán quá vậy sao nào vậy sao na nhìn nó bệnh đau vãi luôn. Vì cuộc đời này chỉ có anh yêu em chân và mọi chuyện dù có rung rời anh chia nhau hết. Nó qua nó kêu mua nữa cho nó mà tôi đéo thấy con nào nữa hết, tôi toàn là thấy đủ mà chó sói với lại con on không à, tôi không thấy một con nữa nào hết. Bà Bình ơi, bà Bình kèo 20 triệu sao bà kiếp kèo gì mà 20 triệu Bình sổ lộn hả kiếp? Bình sao lộn là bên sao? Bình sao lộn là bên sao? Anh em chuyển tiền anh rồi nha. Ok em, anh nhận được rồi Toneri. Ok em, anh nhận được rồi. Đông quá Đức Anh ơi. Trời ơi, bài Sena nó đái đường mà bài này còn đái đường hơn. Còn ca gán ca ép lửa của con nhỏ nữa. Nghiêm Trần, anh Nghiêm ơi là anh Nghiêm. Thằng Sena nó đã đái đường bên nó rồi mà ông Nghiêm còn địch mà ông binh luôn cái bài lửa của con nhỏ nó xong à. Đái trên cơm luôn. Bắt, bắt rồi. Bắt tao xong luôn chưa? Chưa, nó mới hết trên sao à. Làm gì thở nhưng cho dắt á. Trời ơi. Vậy ngon ta. Bài ứng Hoàng Phúc có kiếp ơi. Hoàng Phúc không? Vậy ứng Hoàng Phúc không? Hoàng Phúc đi. Cảm ơn em nha Đức Anh. Full rồi nha Đức Anh ơi. Xíu có anh mời cho. Tí có slot mời em với nhà em đợi. Full rồi. Còn tí du rồi nữa. Còn nhiều lắm Đức Anh ơi. Bài binh vãi lồn. Úp sinh ra 2 đó là binh. Úp sinh ra úp hết 2 binh. Úp sinh ra 2 úp hết 2 binh. Trời ơi anh nghe em kìa. Anh nghe em kìa. Chê công ty đuối quá à. Kit may, kit water, kit water, kit water, kit AB. Lòng Sena sao không chim nữa à? Nó nãy nó ốm mới đi ăn mà, nó mới đi ăn mà anh em. Má, kit water, bình, mày lồn tuổi cạc, có tuổi đó nhưng mà mày tuổi lồn. Trời ơi, bài mình tưởng tạ rồi. Cảm ơn Linh nha, cảm ơn Linh. Hello Kit lần đầu donate ý kiến gì? Đeo dám ý kiến, đeo dám ý kiến Linh ơi. Không dám ý kiến một cái lồn gì hết. Đồ má học lỡm cái bài này của thằng Linh bây giờ chơi nó hiệu quả quá Linh ơi. Học lỡm được cái bài của thằng Linh bây giờ chơi nó hiệu quả quá. Chơi kiểu gì cũng được. Binh thiệt luôn á. Giờ học lỡm bài của thằng Linh rồi. Thôi giờ chơi kiểu gì cũng được. Cái bài này là lúc đầu đâu có biết chơi đâu. Xong mà thằng Linh thấy thằng Linh nó chơi á. Cứ lít qua nhìn nó. Nhìn quá nó học lỡm. 8 game ngồi học liệt mà mày chơi 7 game. Top 8 hết 6 game. Top 7 1 game. Tốn bữa đó tốn 400 ngàn. Bữa đó tốn 400 ngàn tiền thì đi học. Bây giờ mình thành tài. Học lỡm liền. Mình hay mình học với anh em.
Bởi vì người ta mới có câu người ngu hít người ngu mày thua con cú mày quái. Người ngu hít dạy, người khôn hít học mà. Đi cú mày. Công ty cái địt mạc vậy chứ công ty. Đủ má nó công ty. Trời ơi công ty. Cứu tôi với đây. Sớm dữ vậy. Và mọi chuyện dù có đúng sai, anh xin nhận hết. Đủ má úp một cái lên 2, nguyên vàng tăng mình lên 2 luôn chứ. Thua một cặp gì được. Bây giờ có anh ấy bắt bóc được anh ấy nó là binh. Giờ bóc được anh ấy nó là binh. Ron hát đâu mà Ron hát. Tay ngọc tay vàng đó. Tay ngọc tay vàng đó. Trời ơi, nó ra như vậy sao mà thua. Nó ra bài như vậy thì đủ mẹ mày sao mà thua. Đi con mẹ mà há bờ đen luôn à. Nó ra bài như vậy đâu thua được lên nè. Ra bài như vậy đâu thua. Thua sao được. Bài giờ nó ra vậy đâu thua được. Hỏi giùm tôi cái bill đi anh em. Hỏi giùm tôi cái bill không cái. Hỏi giùm tôi cái bill không cái. Bài nào bình quá à. Bài không thua được nữa. Không có cửa nào thua được nữa thời. Lửa bùng bùng cháy, cháy lên ngọn lửa bùng bùng cháy. Giờ Sena đừng có nói con cặc gì nữa hết á. Ủa má công ty Alibaba vãi lồn. Ừ, mày em nhìn lại một bài Sena cái. Túp bột đồ xoay hả? Đúng chưa? Mày làm em túp bột đồ xoay. Úp luôn đi, để cái đi, đi cô vô con kia luôn đi. Ôi, phí cái đồ. Không có phí, úp dữ mau, bỏ vô. Hư cái đầu đòi. Cái tấm một cái đầu đòi, cái tấm một cái đầu đòi cho nè. Đẩy vô. Không, đẩy vô. Đem. Lục mi. Đem được bài đấy, đem được cái. Không đem được. Bài đi nè. Bài này siêu 2 đi, bài điên la 3 là đi mẹ mày mạnh vãi lồn. Không, top 1 là kết đầu đôi cho. Bài là đéo được sao? Hồi top 1 đứng kết đầu đôi nha. Không mày kêu chứ. Không, vậy không đéo đầu đôi, mày đéo nghe, hồi top 1 không đầu đôi. Đép được bài. Không. Đép được lè. Ừ. Hồi top 1 đầu đôi. Đâu. Không đâu rồi. Đâu. Không. Tú đồ xoay cái rồi chết rồi. Tớ mộng đâu rồi đâu á, mày đéo nghe tớ mộng đâu rồi. Không đâu, không đâu. Không đâu. Không đâu. Em Tú mà đồ xoay cái này chích mẹ. Để vô đi nè, nghe đi. Đi giảm rồi chết ơi. Năn nỉ mày luôn á, để đi. Nghe đi. Em Tú bờ đồ xoay cái này chết mẹ rồi. Đi chích thuốc chưa anh Kiết chưa? Anh cảm thấy anh đỡ rồi. Anh cảm thấy anh đỡ rồi cho nên anh cũng không cần chích đâu. Em Tú bờ đồ xoay. Giọt nước mắt trái ngược. Đi lại. Sao? Bình luôn hả? Thì mày à mày bo nút thêm một con nữa luôn nhá. Ok. Mua thêm một con okay, luôn. Ok. Được, hợp lý. Mua thêm một con mày luôn. Hợp lý Sena, hợp lý. Nó gọi là gạch bùng binh.
mẹ mày. Ha mỏng Mazahaba rồi kìa. Mazahaba siêu ba luôn. Không, không. Đi coi hai con Mazahaba rồi kìa ơi. Bài vãi lồn. Bài cái này nó chảy ra rồi kìa. Đi mẹ mày. Bình chưa? Bình rồi. Tao mày xả lồn nào á. Đi mẹ mày bài vãi cả lồn thật. Nó cứ thế nó ra rồi. Bài cái thua rồi. Bà cái thua rồi. Nói gì vui thua cái lồn. Cái bên đây hả tôi đâu? Thằng lồn hả này lại cà khịa nữa rồi đó. Thằng lồn hả này lại cà khịa rồi đó. Từng là thần đồng đi rừng leo tóc một thách đấu Việt Á quân vi chị SJ mà. Thằng lồn hả này lại cà khịa nữa rồi đó nha. Đủ má mày nha Hải. Tìm lại phong độ đây ven mặt cười. Đủ má mày nha. Bệnh cũng đéo yên với mày nữa. Ủa sinh ra đòn sâu quá. Em Tú bờ đầu xoay. Đùa hả? Trời ơi nghiêm trọng thôi đủ má. Để ra ngồi coi đi anh em ơi. Ra ngồi coi em chơi học thêm kinh nghiệm đi. Bổ túc thêm kinh nghiệm. Ông Binh cái bài gì vậy sao băng nè. Ra ngồi coi em chơi học bổ túc thêm kinh nghiệm đi anh em ơi. Ông có 7 tướng luôn kìa. Đó băng rồi. Má rồi nó quản sự Binh quá rồi sao nào ơi. Là người sợ Bình quá tao hùa. Má em sách đào tao. Cảm ơn Zero, cảm ơn em. Đóng bát. Lồn quà. Đó, donate xong đóng bát. 11 vàng má đang lợi tức 11 vàng. Điệt mẹ mày ông nách tao một cái tao đi luôn chứ. Trời công ty cái lồn mày chết rồi. Công ty cái này là toan à. Công ty đủ mấy Alibaba à. Alibaba rồi. Brand 2 là thay con LB nè. Mà nãy giờ không có brand. Có brand là thay con LB ngay. Ron không Ron, Ron cái lồn. 30 vàng Ron đéo ra cho bú lồn luôn à. Mẹ nó ngồi nó dạy nhà vô địch chơi game mấy ông. Nó ngồi nó dạy nhà vô địch chơi game. Cái game mà nó thì hẳn ra cũng ỉa được cái game này luôn rồi đó mà nó ngồi nó dạy nhà du lịch chơi game. Ôi ôi. Cho cái gãy phép cái nữa là Binh. Binh ừ có quỷ thư luôn Binh. Con mẹ à mà. Gấu một con. Đi con. Hai con. Nhà mày buộc cái sơn quái ra hai cái cục bạc. Mà đây đâu? Nhiều nhất. Lepera con la papaya. Theo quyết định của công ty trách nhiệm hữu hạn cục bò viên, chúng tôi quyết định đóng cửa công ty của anh Kit vô thời hạn mặt cười. Lộn Zero này cái chán nó ghê luôn, buồn nó ghê luôn á. Zero này buồn nó ghê luôn á. Zero này đúng buồn luôn á. Đi mẹ bài xong đang bình thế. Không có bình gì hết á Sena ơi, tao bình hơn, tao bình hơn. Mẹ bài xong đang bình. Tao rồi. Bình hơn. Tao bình hơn. Nó gì chết nào chứ ơi. Tao bình hơn. Mọi chuyện dù có đúng sai, anh xin nhận hết. Để rồi anh được xin lỗi em. Để anh đón em quay về. Trời ơi, nó có brand rồi. Nó đồ hình nó như mình luôn rồi. Nó sáu mây luôn. Nó đẩy sáu mây. Nó đơm sáu mây rồi. Gặp mình luôn. Sáu mây chịu. Pha này Binh không nổi. Mẹ tôi thích hai luôn rồi. Thích baby ta tôi thích hai luôn kìa. Pha này Binh không nổi rồi. À chịu rồi. Sao mày chịu rồi, chết rồi. Sao mày là chiếc lý quỳ. Cảm ơn Zero. Sao mày up 2 hết. Chúng ta là gì của nhau mà đòi giật về. Rồi ok em. Em nói vậy thôi, đủ má cạn tình cạn nghĩa quá. Rô ơi. Em cạn tình cạn nghĩa quá Rô ơi. Up cấp gọi với vậy sao nè. Có ai cần anh đi không?
Có ai cần ở đây không? Không cần thì tôi bán. Dây kia đời gì quá, mày áp để dây kia đời gì. Bố mày áp để dây kia đời. Bạo nhân sự ra hết rồi. Ồ, bài xong dán binh quá à. Bài xong dán binh quá rồi kìa. Bài nào chết rồi. Cao trung đủ má, được 3-0 vậy. Golden Boy không vậy. Cảm ơn đại hải tuổi rồng. Tuổi lộn với lộn. Phạm Kích Tuấn Vĩ là một tuyển thủ tình là thần đồng. Có duyên số này với số 2. Sau một quãng thời gian trượt dài vì đánh mất phong độ, anh ấy đã trở lại ở vị trí hỗ trợ trong màu áo Adonis Esports sát cánh cùng Easy Love. Nhưng anh ấy lại... Cảm ơn Jaro. Mình là gì của nhau, ngừa oi dương mặt cười. Nghe nó buồn. Nghe nó buồn. Nó tủi thân. Má bài bom đẹp quá. Giờ anh úp cấp một cái nữa. 2, 4, 6, 7, anh úp 8 cái nó để anh khét vô nữa. 4 nước, 6 pháp sư. Nó để anh còn nó úp cấp một cái nữa, nó để 4, 4. Rồi cung không vậy. Cung không à, hùng cung à. Hùng cung mà. Hùng cung quan à. Hùng cung. Hùng cung. Hùng cung. Má brand nó ra sớm ghê mà đòn kiếp sao nào ơi. Brand nó ra đúng sớm luôn mà đòn kiếp rồi. Bồn đi, mẹ à mày, phép tập với chúng tôi. Đẩy luôn hả Sena, đẩy luôn hả? Đẩy bồn luôn. Hay nào ơi. Không phải thế. Không phải thế. Má, họ bán vậy. Kim dài ra mùi dầu binh. Đâu, Sena đâu, Sena đâu, binh quá vậy. Đây, đây, xích. Đây, đây. Xích cũng sai ông rồi, Sena đợi, xích nó. Ừ, đéo vỏ đập, đéo vỏ đập là binh. Vậy ra mày binh quá, Sena. Đừng gì đâu, đừng ai vô bà. Trời ơi, đủ má mày. Sao lấy gió như vậy, lấy lắc gió như vậy. Gió luôn đi để lao, để lắc nào. Cảm ơn Gia Rô. Nghĩa gì nữa là về. Tạm lấy ai đó được không kia. Để tạm cái ý kiến này chết. Không được, Sena ơi. Tạm lấy con gì vậy là binh à. Ủa, dạng sự đi. Em bạn sự đi. Ờ, bạn Kim Trần binh luôn kìa, bạn Kim Trần ra luôn kìa Sena. Dạ. Ra hết luôn rồi kìa. Rồi. 4 băng. 3 đập. 4 đập, 3 đập, 4 băng, 3 cùng chiến. Để bài bài binh rồi đó. Rồi. Biết bay ép. Để mà em không biết là con gặp papaya. Cảm ơn đại hải nha. Nói cho ai chưa biết thì Kit nó có tư duy chơi game rất cao. Cô tốt mặc dù thua bà Roy Bell một tí ở Donis đặt á quân thì cũng có công lớn của nó rất nhiều. Chứ lòn nữa. Mặc dù giờ nó ngu BCL mặt cười. Đỉ mà em mày luôn.
Le pera con la papaya. AB với bạn Linh, player đu tiến triển tới đâu rồi kích. Cảm ơn chùm chat nha. Đa thái còn biết. Tiến triển gì đâu, quá bài Song Giang nó binh quá. Giờ phải bỏ Ngập Lăng ra kìa. Má bài kết đụ mẹ nó thiệt, nó nhìn nó ngu ngu làm sao ta. Giai ra đâu mày. Có con giai ra là binh quang, giai ra là binh rồi đó. Không có giai ra đầu game tới giờ. Thiếu con giai ra, Sena lấy hết rồi. Na lấy con gì đâu mà. Na lấy hết mẹ rồi. Ôi ôi. Bình đại này đi. Buồn với chúng tôi đi. Buồn với chúng tôi. Nghiêm ơi. Sao phép với chúng tôi. Le pera con la papaya. Ngu thì chết thôi, chờ độ thừa chi nữa. Cảm ơn Zero, cảm ơn em. Về ra đâu. Đủ con đỉ mẹ nó. Bình. Nãy giờ bắt Annie úp Annie ba mẹ rồi. Nãy giờ đủ má bắt Annie úp Annie ba mẹ à. Nãy giờ bắt Annie úp Annie ba đó. Má gặp bóng thua kìa. Con bờ ra ba là quá ấy. Nghiêm trận với chúng tôi. Ui một máu may quá. Bờ ra ba cũng bồn chứ ai. Bồn à? Bồn. Tao mới ăn nó, tao ăn nó được. Gặp bóng còn bồn thua luôn kìa. Má tao thua còn Song Giang à. Tao thua còn Song Giang. Trời ơi, chó này chó mũ đi, chó mũ đi. Chó mũ hả hai gấu. Level 8 rồi đâu ra mấy con một tiền nữa có nhưng mà tỷ lệ nó thấp lắm, 15%. Level 8 15%. Level có 7, mà nó thấp lắm. Level 7 là 10 quá. Hả? Level 7 là 10 nha. Không, level 7 là 25 thì phải. À có tướng 4 tay rồi đó. Tướng 1 tiền. 1 tiền. 5 tiền. Địt con mẹ mày bắt nó 4. Cái gì vậy? À, tôi có dìa tao bố triệu hồi rồi. Ôi, bên Z. Má, nãy đợi anh Z kia là up Z2 à. Nãy đợi anh Z là kia là up Z2. Ánh sáng cuối đường. Ánh sáng cuối đường. Bài này không ăn thua, bên tính tiền. Ỉa vô đầu. Tổng càng mạnh thế. Đi luôn chứ thịt mẹ tổng càng tiếp đi à. Mạnh thú tổng càng mạnh quá. Cao trung với chúng tôi. Ồ mày đi trước cao trung nữa chứ. Mẹ tao chạy rồi đấy. Ui mày nó tịnh hàng năm à. Thế giờ sao? Mình vẫn hơn nè. Không, mày với câu ba ba bốn người với là quầy để mày đó. Bây giờ mày top 1 mới win được. Win cái lòn thua luôn. Hòa tiền. Đâu mà tiền. Top 1 là hòa tiền. Hòa không? Hòa top 1 hòa. Má công ty đủ vãi lồn. Trời ơi. Ồ. Công ty đủ má Alibaba. Công ty Alibaba mẹ nó rồi.
Ký tên một rồi. Tin coi Sena có tin ký tên một không? Sena có tin ký tên một không? Quỷ thư nữa. Rồi ánh sáng luôn. Quỷ thư này cho nào giờ? Quỷ thư này giờ cho nào giờ xem nào. Cho anh đi về mắt má mắt cái cục nước ủ quá anh đi hơi gấu lẹ. Đầu tiên cho sinh ra đánh lan cho Zera và lại cũng được cho Annie. Cho nhu nhất à. Giờ tóm lại là cho ông nào giờ? Cho ông nào? Anh em ơi. Một thằng thì nhu nhất mang này nó chỉ, nhu nhất. Cho nhu nhất đúng không? Ok, bây giờ theo số đông. Đủ má thua là đè hai thằng lồn, địt mẹ mày cả chửi. Thua là đè cả chửi. Thua là đàn lồn nên xe ôm với đủ má mặt lồn tí du qua chửi. Cho nhu nhích. Ok nhu nhích. Má thua bài này khó quá, bài này không ăn nổi. Ui cảm ơn em nha anh em. Công ty chúng tôi có 2 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực cờ nên sẽ đảm bảo sự đầu tư của con cá quý khách là vững bền nhất. Trời ơi, công ty Alibaba mẹ luôn, nguyên vàng 678. Giờ đâu nét đủ má nó 3 tháng kinh nghiệm anh Nghiêm ơi, là anh Nghiêm chết em Nghiêm ơi. Trời ơi. Chết em anh Nghiêm ơi. Công ty quỷ, công ty ma. Anh Daniel. Ôi nó bình vào bí ẩn kìa. Anh Kevin Trần. Cảm ơn Kevin Trần nha. Nó bình vào bí ẩn. Không ăn thua, bí ẩn cũng không ăn thua. Không ăn thua với tôi. Trời ơi, con thua. Bông người kết. Con hùa. Giờ xếp cái lồn nó bung đi. Từ từ, để kiếp bên Sena, ngồi im đó Sena. Ngồi im đó Sena. 52 rồi, được rồi. 52 với 30 béo lắm. Bác sư có làm cái lồn gì đó đi mẹ mày kinh khủng. Nó có 52 là kết, nó hết tiền nó chưa mua đấy. Thank you.
Em kiếp bà rầu say. Kiếp xoay thêm con gì á? À kiếp nào chín, kiếp cho thêm con lồn gì vào đấy. Đủ lâu mọi mày. Kiếp nào chín, kiếp cho thêm gì vào ấy? Chơi game một cái đầu xem nào ơi. Kích 4 mới ăn luôn kìa. Kích 4 luôn à? Ờ, kích 4 là đúng rồi. Đâu có 2 à. Má, người ta lì da khôn dữ vậy. Mẹ lột bờ ren nhả độc liên tục. Đi đi qua tốt đi thế ạ. Đâu rồi ạ? Ở đâu cho xem nào.